đây cả nhà, đây là vô cái qua cái mảng này là tới thành phố Hà Tĩnh nha cả nhà. Giờ là tiếp tục cuộc hành trình của Xuân Tệ nha. Giờ người dân xung quanh ở gần thành phố Hà Tĩnh đã đi ra đã xem sư đi ngang cả nhà. Hôm nay có nhạc nữa trời. Vô trong thị trấn thì đi rất nhanh nè cả nhà, để tránh cái tình trạng ùn tắc nha. Trong đây đi rất là nhanh nha, chạy luôn rồi. Giờ chạy luôn rồi. Để từ từ thôi. Chạy luôn. Nhà nguyên một cái đoạn dài luôn cả nhà. Rồi ghét xe luôn rồi đó. Này đi nhanh lắm, chỗ này chạy không á? Đây còn mấy cây nữa chú? 800 mét nữa. 800 mét là qua tới thành phố. Thì anh là tới ba mấy cây rồi. Vậy là phải đi ra thành phố xíu ha. Trời ơi quá trời, đừng xuống trước luôn rồi kìa. Ở phía sau là còn rất là đông nha. Một đoàn dài phía sau nữa nè cả nhà. Bây giờ rất là bà con đi theo đông rồi, ảnh hưởng tới cái tình trạng kẹt xe đó cả nhà. Mấy cô kia hay lớn tuổi mà chạy quán dài luôn á.
đi ta mệt thì ta quay lại đi là được rồi. Rồi chú này chú mệt chú cứ gian luôn rồi. Thì đây cả nhà, đây là vô cái qua cái mảng này là tới thành phố Hà Tĩnh này cả nhà. Hiện tại là rất đông bà con đang đến đây để đón sư Minh Tệ đi ngang nè cả nhà. Đây là thuộc Hà Tĩnh rồi nha. Này vô địa phận thành phố rồi, bởi vì sư đi rất là nhanh cả nhà, đi chạy không cả nhà. Đi đường vòng qua khỏi quá trời đông rồi. Đông về là gây khó xử cho mấy cơ quan chức năng, gây mất trật tự cả nhà, ảnh hưởng tới giao thông. Tính đến thời điểm hiện tại thì nếu mà đặt trên đây thì từ hôm qua tới giờ thì đã đến qua khỏi thành phố Vinh khoảng 45 cây nha. Tới là cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục cả nhà đi tới đâu thì người dân hiếu kỳ ra xem và chụp hình tới đó cả nhà. Giờ không có đi nữa, giờ là chạy không à. Cây số luôn cả nhà, vài cây số luôn chứ không có một cây nữa.